Nhân cái dịp này muốn tâm sự với các đồng chí thật sự từ đáy lòng mình. Cứ nghĩ trong cuộc sống mà xem, có những người có thiếu thốn gì đâu, nhà cửa có thiếu thốn gì đâu, mà sao tham thế? Chưa làm cái gì đã nghĩ đến chấm mút rồi. Nói nhỏ là chấm mút, nói to là vi phạm pháp luật, bất chấp cả pháp luật, không còn xứng đáng là đảng viên. Tại sao? Vì có tài mà không có đức đôi khi phá cả cách mạng. Nhưng mà trong cái mối quan hệ tài và đức nó rất biện chứng ấy, thì đức lại là gốc. Có đức mới có thể làm được những việc nhân nghĩa đúng đắn. Đức đây là hiểu rộng ra vì lợi ích của đất nước, của dân tộc. Đức đối với gia đình, bản thân, bạn bè, tất cả những con cháu của mình, đức nó thể hiện nhiều thứ lắm, phải rèn luyện ghê gớm lắm. Cái đức là sự trung thành với đảng, với tổ quốc, với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia dân tộc.